Thưa quý vị, và ngay sau đây sẽ là một thông tin mà nhóm phóng viên kênh VTC14 vừa truyền về. Vào trưa ngày hôm qua 12 tháng 8, thì một số người dân đã xông vào hành hung bác sĩ và đập phá Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ cái chết của một bệnh nhân trong lúc phẫu thuật. Theo tìm hiểu của nhóm phóng viên kênh VTC14 tại Hà Tĩnh, bệnh nhân Nguyễn Xuân Hồng, 75 tuổi, trú tại huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, nhập viện từ ngày 9 tháng 8 trong tình trạng sức khỏe bình thường. Chỉ có triệu chứng là đau xương ở ống chân do vết thương cũ tái phát. Vào lúc 11 giờ trưa qua, ông Hồng được tiêm kháng sinh, xong bị sốc thuốc. Bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến khoa hồi sức tích cực trong tình trạng ngừng tuần hoàn, chết lâm sàng. Một bác sĩ cho biết khi nhận được tin ông Hồng chết, người nhà bệnh nhân đã lao vào đánh tới tấp y bác sĩ khoa hồi sức tích cực. Sau đó đập vỡ máy xúc tim, đập vỡ toàn bộ kính phòng điều trị của khoa hồi sức tích cực. Sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với đại diện người nhà bệnh nhân. Theo nội dung biên bản cuộc họp, ban giám đốc Bệnh viện Đa khoa đã kết luận bệnh nhân tử vong do sốc phản vệ không phục hồi sau khi tiêm kháng sinh. Cũng trong biên bản, phía người nhà bệnh nhân đã báo cáo với bác sĩ Đào Xuân Lý, phó khoa chấn thương, là nạn nhân có dị ứng với thuốc kháng sinh. Nhưng cũng trong biên bản, bác sĩ Lý hoàn toàn phủ nhận điều này. Trong ngày hôm nay, phóng viên kênh VTC14 đã liên hệ với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh để tìm hiểu, nhưng những người có trách nhiệm thì đều từ chối. Và chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật những thông tin đến quý vị và các bạn về vụ việc này trong những bản tin tiếp theo.